được đó, thôi làm gì khó vậy. Dạ xin mến chào quý vị, hiện tại mình đang có mặt tại nhà anh Vũ không quý vị. Cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả có nhiều sức khỏe và công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký nhấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Hiện nay bên Vũ tiếp tục về một số phô mai tứ quý phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Thì địa chỉ là chợ gạo Tiền Giang quý vị, thì mình cũng thấy mặt anh Vũ ha. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ anh những video vừa qua không quý vị. Rồi chào anh Vũ ơi. Cho em vô cây số 1 đi quý vị, bắt đầu vô cây số 1. Cũng toàn bộ phôi tứ quý không quý vị. Nay hàng mini bonsai đều có hết. Cao 56. Cao 56 quý vị. Quay quái quý vị. Mấy cây tứ quý nay anh về hàng cây nhỏ nhỏ mà già ha quý vị. Rồi hoành thân anh. 19. Giá mã số 1 luôn anh. Số 1 triệu tư. Mã số 1 triệu tư quý vị. Thì thường lại bên anh cũng bao ship quý vị mọi miền Tổ quốc ha. Rồi mã số 2. 49 chiều cao. Chiều cao 49 quý vị. Dòng eo đi xuống dòng cũ anh. 21 rồi xuống cái cũ anh. Cũ tới 30 ha quý vị. Này nó cũng đế nơm sổ quý vị, nó khoảng chừng tắt thôi quý vị. Mà nguyên cái cũ đặt ha. Cái này về chơi bonsai đúng nó đẹp luôn quý vị. Bonsai thì nhờ cũ ha. Cầm say em. Mấy cây này quý vị nhìn thấy rất là già cây quý vị. To lắc ha. Rất là duyên dáng. Mã số 2 có giá lên chỗ ơi. 2.8. Mã số 2 2.8 quý vị. Cũng bao ship toàn quốc ha. Mã số 3. Cao 39. Cao 39 quý vị. 24 hoành. Rồi 24 hoành quý vị. Cây này cũng cũ nở luôn quý vị. Đế cũng tứ diện luôn ha. Đế đều hết luôn quý vị. Đấy, cây này già cây quý vị. Mã số 3 giá luôn Vũ ơi. 2.6. Mã số 3 là 2.6 quý vị. Mã số 4. Chiều cao 65. Cao 65 quý vị. 21 hoành chuẩn. Đế cũng để đều hết luôn quý vị. Mà số 4 có giá luôn à. 1.3. Mà số 4.3 quý vị. Mà số 5. Chiều cao 49. Chiều cao 49. Hình thân 20. 20 chuẩn quý vị. Cái này để nơm sổ ha. Nó sổ cũng gần phản tắc đi quý vị. Này về quý vị không thích tán ngay đó chơi bonsai cũng khéo cây quý vị, đóng ba bo vô ha, hai bo cũng được ha. Giá luôn à. 2.2. Rồi mã số 5.2 quý vị. Mã số 6. Cao 75. Cao 75. Tăng 19. Rồi 19 hoành quý vị. Đê khéo đế quý vị. Cốt cành có sẵn quý vị. Giá luôn anh. Cái này 1.6. Rồi mã số 6 1.6 quý vị. Mã số 7. Cao 65. Cao 65 quý vị. 26 anh. Rồi 26. 26 yếu miếng quý vị. 25 đi. Rồi mã số 7 giá luôn à. 1.2. Mã số 7 1.2 quý vị. Mã số 8. Chiều cao 55. Rồi cao 55 quý vị. 24 rồi. 24 hoành quý vị. Đế cộng lực lực không hả quý vị. Có mặt cắt đó, chủ nhà cắt. Có mặt cắt không quý vị. Những tiền nào của nấy quý vị. Rồi mã số 8 giá luôn anh. 1.4. Mã số 8 triệu tư quý vị. Mã số 9. Cao 74.
cao 74. Hoành thang 21. 21 hoành. Đế cũng đều hết luôn quý vị. À, số 9 có giá luôn anh. Triệu 2. À, số 9 triệu 2 quý vị. Mã số 10, cây bonsai mini quý vị, cụ đế ha. Tới mặt bầu rồi đại nữa. 39. Rồi 39 quý vị. Còn neo trên. 24 hoành, chạc nhẹ đây các anh. Ngang cũ. 47. 47 đi quý vị. Cộng lễ ha quý vị thấy ha. Bên đây nó vẫn có không quý vị. Không. À, số 10 có giá luôn anh. 3 triệu rưỡi. À, số 10 có 3 triệu rưỡi quý vị. Mã số 11. Ba người lên mới nổi. Nhận lạc gì mà yếu vậy ta? Kho yếu gì vậy? Lên tuổi. Đúng. Mới ba mấy tuổi rồi. Chơi nhiều quá. Cao 55. Cao 55 quý vị. Mã số này mã số 11 phải không? 33 hoành. 33 hoành quý vị. Cửa sổ tổng là đế anh. Sổ 34. Rồi tổng đừng đánh bầu luôn. Tổng là đế luôn. 200. Cao 8 đi. Nói chung cỡ 200 đó loại quý vị. Quý vị ha. Để nó sổ ha, bích hết luôn quý vị. Đây, giống như cái mâm này ha quý vị. Đặt hết luôn ha. Dạng phơm một cốt lùng lực quý vị. Mã 11 giá luôn anh. 7 triệu rưỡi. Mã 11 7 triệu rưỡi quý vị. Mấy cây lớn này cũng anh cũng bao ship quý vị toàn quốc ha quý vị yên tâm ha. Tùy theo mỗi cái chỗ quận huyện bưu cục nó khác nhau quý vị. Bên bưu cục của ảnh thì mấy cái lớn anh cũng đều bao ship cái gì được ha. Mã số 12. Cao 42. Cao 42 quý vị. 33. 33 hoành quý vị. Để nó bài hết luôn ha quý vị. Nguyên mâm đế luôn, bài hết, lấy hết đế luôn quý vị. Giá luôn anh, mã số 12. 12 3 triệu 9. Mã 12 3 triệu 9 ha quý vị. Bao ship quý vị mọi miền Tổ quốc ha. Mã 13 có cái bao lót vô khiên mới nổi. À, cây đó có vú còn cây đó là nó có cái vú à. Còn không phụ. Quý vị thấy nói chung mấy cây này tại vì hoành nó nhỏ nhưng mà tại cái mâm đế nó bự quý vị nên phải lấy đường kính bầu cho nó hợp lệ với cây quý vị. Chứ mấy cái này tiền phí vận chuyển cũng cao 39 đây. Cao 39 quý vị. 31 hoành, chạc nhẹ xuống cái cũ nữa. Nhẹ xuống chút xíu nữa. Ừ. Lên bộ 40 đi. 40 quý vị. Chiều sổ tổng nồi đế luôn nè. 30. 30. 100. 108 đi. Ở 200 có đổ lại quý vị. Đế quý vị. Cái này đế cũng sổ bích hết luôn ha. Chính tợt luôn. Đế hết kho bộ đế quý vị. Nhỏ bộ đế. Cây này lên chính được quý vị, cây này thì nó không có lỗ hang mọc một bọng gì ha quý vị, nó đều sạch cây ha quý vị. Nó không có bị mục gì ha, lên chính được ha. Vậy quý vị không thích thì lọc lại ha quý vị, thì anh cắt vậy ha. Xem vài dòng nữa tổng thể ha quý vị. Rồi giá lên Vũ ơi. Mã 7 triệu rưỡi. Mã số 12 7 triệu rưỡi ha quý vị. Ủa mã số 13 chứ quên nữa. Mã số 13 có giá là 7 triệu rưỡi ha quý vị.
Rồi cây mã số 14 quý vị, cây này chắc lên mấy anh em lên không nổi nè. Cây này quý vị nhìn thấy các bạn có đất thịt nó nặng lắm. Hả giá luôn. Cây này bữa hôm cái clip vừa rồi còn ha quý vị cũng chưa được giá này, anh cũng hạ giá cho quý vị về chơi ha. Cao tới mấy rễ này là 59. 59 quý vị. Xuống mặt bầu luôn 683. Rồi. 36 hoành, chặt nhẹ cái nữa anh. 56. Chiều sổ tổng rồi để em. 32. Đây quý vị mình ngồi xuống ha, là thấy cái chiều sổ nó xuống ha quý vị. Sổ hơn cỡ 2 tấc quý vị. 188 đi. Rồi. Này nó tự hình thú không quý vị? À, số 14 giá lên chỗ ơi. Cái này 8 triệu 7. À, số 14 8 triệu 7 quý vị. Để giờ này chưa đang hẹn. Tiếp theo là mã số 15. Cũng là cây phôi tàn lỡ. Mét tư đi. Mét tư quý vị, xuống tới mặt bầu ha. 42 hoành. Cũ đặc luôn anh. Trăm ba quý vị. Từ đó nó con. 58 đi. Cái bầu luôn. Cái này dẹp thì được nha. Tính bầu 68. Đế nó tròn trái banh nó quấu đều số 4 mặt không quý vị. À, số 15 có giá lên Vũ ơi. 15 này 13 triệu 500. 13 triệu 500 quý vị. Rồi mã số là cây tứ quý tàn quý vị. Cái này clip trước cũng có lên rồi không quý vị. Cái này chiều cao lên Vũ ơi. 3 mét đi. Tán ngang anh. Này là tàn thiên nhiên quý vị. 43 hoành. 43 hoành quý vị. Này nó được cái giá trị tàn quá vậy. Tại cái phí vận chuyển mấy cây tàn này chiều cao quý vị nhìn thấy biết ha. Cái này tiền ship khoảng nếu màu ra tới Hà Nội luôn khoảng hơn triệu quý vị. Bán xả lỗ luôn. Chứ mấy cái tàn này bán chủ yếu là kiếm công lòng lợi quý vị. Tại cái phí nó vận chuyển nó cao ha chứ gì. Khúc mình mua bứng về nhà thì quý vị cũng hiểu vấn đề đó ha. Rồi mà số 16 thì tôi quý tàn giá lên Vũ. 5 triệu rưỡi quý vị. Cái này là anh bán 5 triệu rưỡi chạy như phí ra tới ngoài quý vị cũng bỏ ship Hàn Quốc ha. Rồi cây này là hết hả anh Vũ? Mã số 16 là cây cuối video quý vị. Cuối video mình cũng thay mặt anh Vũ ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem video quý vị. Quý vị xem kênh thích cái nào là trực tiếp anh Vũ quý vị.